Tiên con đi ba. Con buông ra. Ha, buông ra hả? Rồi rồi rồi. Ở đây con theo chú này kìa. Ở đây nè nha. Ở đây rồi. Ủa? Rồi rồi, buông ra. I just wanted to.
mà con đi với ba ha. Ở cái này người ta đi nè, cái đường này đẹp lắm, đi vòng qua đó đó, đó. Đi vòng qua đó, đi qua anh kia ha, đi hình con rắn ha, đi đây là cái hình con rắn luôn á, nó nằm này nè, lượn nè, mình mới đi trên lưng nó. Xương của nó có cây à? Hả? Ừ, cái xương của nó thôi, thì người ta đặt cây lên đó, xương gỗ, con rắn hóa rỗ hóa gỗ rồi đó. Ừ là, đâu thấy cái đầu đâu? Mình sẽ đi ra cái họng nó. Wow. Đây cái đuôi nó nè, mình sẽ đi lên đó, đi vòng đây, thấy hết cái đầu nó, đi này qua cái mình nó, lên cái đầu nó, gõ cái cỏ. Mình sẽ gõ cỏ, ký cái đầu nó một cái, đúng không? Con sẽ đi lên đó gặp cái đầu. Mình dừng ở trong đó luôn, mình quay vào đây, vô đây. Ồ, giỏi, sao biết vậy? Thầy dạy con hả? Thầy Quân á. À, thầy Quân dạy con hả? Dừng lại xong mình tạo dáng đúng không? Tạo dáng xong mình đi tiếp đúng không? Xong quay lại đúng không? Đi nha, mình đi sau anh này nha. Đi nè, xuống này. Đi vào. Rồi, mình qua đây mình đứng chung với lại ba nha. Rồi, đứng chỗ đây em. Rồi, cho bé đi. Đây nè. Đi nè, lấy anh sữa kìa, anh đang đợi con kìa. Đi nè. Đang dò dò lên cái cổ nó nha. Đi với ba nè. Chưa đâu. Chưa. Đi xíu đây con, gần tới cái đầu rồi, gần tới cái đầu rồi nè. Cái rắn này cái đầu nè, tao mày tới cái đầu nè. Kia cho mình chuyển tới. Mấy bước chân của ai đây? Chân của nhiều người. Con ra đi. Đi con đi ba. Con ra. À buông ra hả? Rồi. Đây con theo chú này kìa. Qua đây nè nha. Qua đây rồi. Ủa? Rồi buông ra. Rồi mình nắm buông đây tự do ha. Rồi con chờ chú xuống. Mình xuống đây nha. Đi bộ cùng ba nha. Đây nè, giờ đi sau chú, con chờ xíu, con lên trên nè, con đi từ từ, con đi từ chậm theo chị, sau lưng chị, rồi. Đúng rồi, bao lò, giỏi đó. Được rồi con, không sao. Con nhìn ở phía trước nè, bao lò, Ồ, cái đầu con rắn rồi, kêu ngoại hà ra coi, đầu con rắn đâu. Phần xuất hiện đặc biệt của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và con trai Bố Lô Hình ạ.